Phật dạy, này thiện hiện, vì thiệt giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì thiệt giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì thiệt giới không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, nên thanh tịnh. Vì thiệt giới thanh tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, nên thanh tịnh. Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì thân giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì thân giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì thân giới không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, nên thanh tịnh. Vì thân giới thanh tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, nên thanh tịnh. Vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì ý giới thanh tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì ý giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì ý giới không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh. Vì ý giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh. Vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh.